Một học sinh lớp 10 ở Quảng Ngãi đã tử vong sau khi va chạm với xe tải trên quốc lộ 24B, đoạn qua xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh. Vụ tai nạn xảy ra trưa nay, ngày 9 tháng 8, ở khu vực chợ Mỹ Yên, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh. Ô tô tải biển số tỉnh Quảng Ngãi lưu thông trên quốc lộ 24B, hướng từ huyện Sơn Hà đi thành phố Quảng Ngãi, đã va chạm với xe máy do học sinh lớp 10, ngụ xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh điều khiển. Học sinh đi xe máy tử vong tại chỗ công an huyện Sơn Tịnh đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Do cầu Trà Khốc 2 đang sửa chữa, nên phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 24B đoạn qua xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh luôn rất đông.